Chào tất cả các anh chị và các bạn, thì hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người cái dòng sản phẩm, đó chính là viên uống tăng cường chức năng của nam giới Penirum A. Thì đây nó là một cái dòng sản phẩm mà ra mắt trên thị trường rất là lâu rồi, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn là một trong số những cái sản phẩm số 1 thị trường trong cái việc mà tăng cái chức năng của nam giới và cải thiện cái kích thước rất là hiệu quả nhé. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ tập trung nói rõ cho mọi người về cái công dụng của cái sản phẩm này và hướng dẫn cho mọi người cái cách thức phân biệt thật giả để làm sao mà chúng ta không mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhé. Thì đây chính là cái sản phẩm Penirum A. Đấy, một cái lọ như thế này nó sẽ 30 viên mọi người nhá. Đó, cái sản phẩm này ấy, thì nó 100% từ thiên nhiên, như là rễ cau này, cao nhục cung sung, cao bạch tật lê, cao bá bệnh, chiết xuất cây cỏ máu, một số ít phụ liệu khác, thì nó sẽ giúp tăng cường sinh lực và khả năng của nam giới, bổ thận tráng dương, mạnh gân cốt. Đấy, thì một số những thông tin về đối tượng sử dụng, cách dùng thì lát em sẽ nói sau nhé. Và cái thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm đó là công ty Nature Origin và sản xuất tại nhà máy dược phẩm liên doanh Ireland mọi người nhé. Đây chính là cái lọ của nó này. Đó, cái lọ như nhỏ nhỏ như thế này thôi, và trên cái lọ thì nó cũng ghi đầy đủ thành phần công dụng của chúng ta, về chúng ta tiện kiểm tra theo dõi mọi người nhé, số lô ngày sản xuất này. Đó, và đây nó sẽ có một cái nắp như thế này. Đó, phía trong này nó sẽ có 30 viên. Còn đây á là cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng mọi người nhé. Thì toàn bộ những thông tin thì chúng ta có thể xem trên tờ giấy hướng dẫn sử dụng cũng được. Thì về cái công dụng của cái Penirum A này này, bởi vì nó chiết xuất thì mọi người nhìn 100% từ thiên nhiên, như là cao nhục cung dung, chiết xuất rễ cau, cao bạch tật lê đấy, kết hợp với những cái công nghệ sản xuất hiện đại, thì nó cho ra cái sản phẩm Penirum A này nó là một cái dòng sản phẩm rất là tuyệt vời. Đấy, nó được sản xuất bằng công nghệ tân tiến, quy trình khép kín, đồng bộ, mỗi khâu sản xuất đều được kiểm tra nghiêm ngặt và điều chỉnh kịp thời. Cùng với đó là sự lựa chọn các cái thành phần thảo dược an toàn, lành tính, không tác dụng phụ. Chúng kết hợp với nhau tạo ra một cái sản phẩm chất lượng đáp ứng những cái điều mà các anh chúng ta đang tìm kiếm đấy mọi người ạ. Thì này, cái này nó sẽ giúp mà bổ sung những cái dưỡng chất cần thiết cho thận, như vậy cái thận của chúng ta sẽ hoạt động tốt hơn và ham muốn sẽ được đẩy lên cao. Thứ hai nữa là hỗ trợ các cái làm giảm các cái triệu chứng của cái vấn đề yếu như là sức sớm này, rối loạn này đấy, rồi hỗ trợ giảm cái vấn đề về đau nhức xương khớp, tê bì tay chân, từ đó tránh gây khó chịu khi chúng ta đang quan hệ mọi người nhé. Và nó sẽ tăng cái cảm giác được khoái của chúng ta đấy, giúp chúng ta sung mãn, tự tin, kéo dài thời gian đấy, thúc đẩy phát triển cơ bắp, tăng sức bền bỉ đấy, giảm mệt mỏi, tăng tần suất đấy, rồi hỗ trợ cải thiện cái máu lực lưu thông tốt hơn, tăng kích thước và kéo dài thời gian cho chúng ta rất hiệu quả nhé. Đó chính là một số những công dụng đó, nó sẽ hỗ trợ những cái vấn đề đấy rất là hiệu quả luôn. Đây là một cái dòng sản phẩm mà chiết xuất từ thiên nhiên nên là các anh hoàn toàn yên tâm sử dụng, và chúng ta lưu ý là chỉ cần mua đúng chính hãng là được mọi người nhé. Thì cái hàng chính hãng của chúng ta khi mà lấy về á thì nó như thế này, đó có cái chữ Penirum A là ánh bạc lên này, được chưa ạ? Và ở trên cái hộp mà Penirum A hàng chính hãng của công ty ấy, nó sẽ có một cái tem phản quang của Nature Origin. Mọi người thấy không? Em lắc qua lắc lại là mọi người thấy nó phản quang không? Đấy, hàng chính hãng thì tem nó phải phản quang như thế này nhá. Chứ còn hàng giả thì nó sẽ không có phản quang cái chữ Nature Origin lên đâu. Nature Origin đó là cái tem của công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường đấy mọi người. Đó, là cái công ty này này, công ty trách nhiệm hạn Nature Origin. Đấy, và ở đây nó có mã vạch nhá, ở dưới đáy của sản phẩm nó sẽ có mã vạch. Thì chúng ta hãy đa phần mềm iCheck về chúng ta quét thôi, rất là đơn giản. Đây là phần mềm iCheck này, đó, nó nhấp vào nhá. Sau đấy chúng ta đưa vào các quét. Đấy, thì nó sẽ hiện ra là sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin từ nhà sản xuất và đơn vị sở hữu với iCheck. Như vậy là đã đảm bảo cho chúng ta mua đúng hàng chính hãng, rất là đơn giản đúng không? Thì cái sản phẩm này á, cách dùng như thế nào? Đây, trên hộp có ghi rất rõ nhá, người lớn ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 đến 2 viên. Đó, và tốt nhất là chúng ta sẽ uống 2 lần, mỗi lần 2 viên thì nó sẽ mang hiệu quả nhanh nhất. Một cái hộp như thế này nó sẽ có 30 viên thì chúng ta sẽ uống được trong vòng 15 ngày. Một liệu trình thì nó sẽ kéo dài tùy cái tình trạng, tùy cái mức độ và tùy cái thể trạng hiện tại của chúng ta nữa, thì nó sẽ dao động từ 1 đến 3 tháng mọi người nhé. Một số những cái cảnh báo về sức khỏe thì chúng ta lưu ý đọc kỹ. Chúng ta sẽ không dùng cho người dưới 18 tuổi, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm, và người có tiền sử huyết áp cao, tim mạch tai biến thì chúng ta cũng không dùng nhé. Đấy, và sản phẩm này nó không phải là thuốc và nó không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh mọi người ạ, nên mọi người lưu ý. Thì để mà mang lại cái hiệu quả tốt nhất thì các anh lưu ý là uống đều đặn vào giúp em nhé. Chúng ta uống đều đặn vào, và cái sản phẩm này nó đặc biệt phù hợp với những nam giới trên 18 tuổi, những cái người mà không đạt được khoái cảm, những cái người mà bị yếu, mãn dục sớm đấy, rối loạn đấy, người cơ thể suy nhược hay mệt mỏi, suy giảm ham muốn, những cái người mà bị nam giới nhé, cái này dành cho nam thôi, thì đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần, tiểu giáp do thận yếu, người muốn cải thiện kích thước, số lượng và chất lượng
Đấy, nên sử dụng đúng lộ trình để tạo được cái sự khác biệt rõ rệt nhất các anh chị nhé. Và đây là cái sản phẩm mà đã có cái nguồn gốc xuất xứ rất là rõ ràng, được sản xuất công nghệ hiện đại, khép kín. Đấy, thành phần thì dược liệu thiên nhiên. Đấy, và nó đã được Bộ Y tế cấp phép. Đây là cái giấy phép này mọi người, nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.